trên trời rơi xuống một năm vui. Con đầu to, bố đầu nhỏ ơi, ăn bánh kẹo thôi, năm mới đến rồi, mau lại đây nào. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Sao anh lại quá trang thế này? Anh làm thế để kể chuyện về thú niên cho con đầu to nghe. Thôi đi, anh hù dọa con thì có. Ây da, em không hiểu rồi. Đây là phương pháp dạy sao làm vậy mới nhất. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Anh muốn làm gì? Hai bố con rốt cuộc muốn làm gì hả? Ủa, đâu rồi? Đừng để con phát hiện ra anh. Thế hai bố con rốt cuộc đang làm gì vậy? Con cắn thú niên là anh một phát, bây giờ muốn bắt anh làm vật nuôi trong nhà. Do anh tự chuốc lấy cả. Thú niên, hóa ra mày trốn ở đây. Mẹ đừng sợ, giờ con sẽ bắt thú niên về nhà làm vật nuôi. Đây chỉ là mặt nạ thôi, bố là bố con thật mà. Tiếp chiêu. Cứu tôi với! Sao vẫn còn nổ pháo vào bố vậy? Còn nói mình không phải niên, vừa nghe tiếng pháo là chạy luôn. Niên, xem mày chạy đằng nào. Thú niên, không được chạy. Thú niên, mày dừng lại cho tao. Được rồi, bây giờ ổn rồi. Lần này xem mày chạy đằng nào. Thú niên, giờ con nhìn rõ rồi chứ? Chính là bố con đây. Không, mày chính là thú niên chuyên tới bắt nạt tao. Hả? Quái vật. Hả? Hóa ra con niên này còn biết cả thuật phân thân. Xem tao bắt được mày như thế nào nhé. Được, chúng ta cùng bắt nó. Bố mẹ mau đến cứu con với. Đầu con bị kẹt rồi. Được rồi, được rồi. Tôi là niên, tôi là niên. Cậu bắt được tôi rồi. Cái gì vậy? Sao bố lại là niên? Bà xã, con trai mình cuối cùng cũng tỉnh táo lại rồi. Bố mẹ xem, con đã bắt được thú niên thật sự rồi. Đây chính là quái thú niên. Đây là niên, con không thấy nó chỉ là một con mèo sao? Đúng đúng, đây chính là niên. Giờ thì tốt rồi, để nó ở nhà ta làm vật nuôi đi. Bố thấy như vậy rất hay đấy. Dạ, bố đồ nhỏ, mẹ tập về. Năm nay gia đình ta sẽ đón một năm mới vui vẻ hạnh phúc. Hãy
Cắm trại kinh hồn. Hình như vẫn thiếu gì đó. À, có rồi. Ê da, con đồ tóc của mẹ. Sao mang nhiều thứ thế? Con cần dùng đến mẹ à. Con đầu to, cuối cùng chúng ta cũng dựng xong lều rồi. Wow, tuyệt quá, con có thể cắm trại rồi. Con muốn ngủ một mình bên ngoài thật sao? Chưa biết chừng sẽ có kẻ xấu tới bắt con đi, rồi cả quái thú tới ăn thịt nữa. Bố yên tâm đi, nếu quái thú đến, con sẽ đánh đuổi nó. Nhưng mà... vậy... thôi được, con ngủ ở ngoài nhé. Giờ không ai xông vào địa bàn của mình được nữa. Ông xã, em vẫn không yên tâm, sợ con cảm lạnh. Anh mang chăn đệm cho con đi. Nào, tỉnh dậy, mau đi đi. Có tiếng động. Có quái thú thật à. Một, hai, ba. Có chuyện gì thế? Không được, mình phải đi xem sao. Sao mình lại ở đây? Làm thế nào bây giờ? Mình nên nghe lời mẹ tập về mới đúng. Bình tĩnh. Giờ gọi mẹ đến cũng không kịp. Mình phải bình tĩnh. Mình không sợ. Đối phó lần lượt từng con. Mẹ tập về, sao em lại có kẻ xấu? Con đầu to, bố tới bảo vệ con. Gấu bông gặp nguy hiểm. Gấu bông ơi, tao đến cứu mày đây. Con quái thú này kêu nghe ghê thật. Xem tao xử lý mày ra sao. Con bắt được quái thú rồi. Bố mẹ ơi, con bắt được quái thú rồi. Con trai, bố mẹ đây, không phải quái thú. Bố đồ nhỏ, mẹ tập về. Sao lại là hai người? Con trai, con là mẹ sợ hết hồn. Con tưởng là quái thú cơ. Con cũng sợ hết hồn.
Con trai là bố mẹ, không phải quái thú đâu. Tập 50. Con đầu to mộng du. Phi thuyền đầu to cập bến tại địa điểm chưa xác định. Chưa phát hiện có gì bất thường. Kêu gọi tổng bộ, vừa gặp phải quái thú ăn thịt người, bây giờ phải mau chóng rút lui. Rút lui! Không đúng, con đồ to đang mộng du. Đề nghị cất cánh lần nữa. Mục tiêu tổng bộ sao quả. Tổng bộ sao quả. Báo cáo tổng bộ, tôi đang khảo sát bề mặt sao quả. Đừng! Bề mặt ở đây gồ ghề lồi lõm, nhưng tôi sẽ khắc phục khó khăn. Chuẩn bị nhảy dù. Đừng! Cao quá, hay là thôi nhỉ? Bố đồ nhỏ, bố đang làm gì vậy? Bố đồ nhỏ, thực sự xin lỗi, con cũng không biết sao con lại mộng du. Không sao, con đồ to, con yên tâm ngủ đi. Bố sẽ bảo vệ con. Dạ. Gây cho bố bao nhiêu phiền phức, mình không thể mộng du tiếp nữa. Ai trật tất ở đây vậy? Con đừng mộng du nữa. Quái thú, xem ta đánh bại mi đây.
Đại chiến ruồi nhặng. Đồ to, con đang làm gì vậy? Nghịch ngợm gì thế hả? Con đang đánh ruồi. Bố xem, đều là bọn ruồi nhặng quấy rối con. Con ruồi đáng ghét, tao nhất định phải bắt được mày. Ở đây. Bố đồ nhỏ, chuyện gì thế? Xem ra cách này của con không tác dụng. Nhìn đây. Wow, bố đồ nhỏ đẹp trai quá. Sao rồi ạ? Chắc không vấn đề gì nữa. Con ruồi đáng ghét. Ở đây. Điên tiết thật. Có rồi, con có cách rồi. Bố xem, đây là cái gì nào? Tất thối của con, ghê quá. Hai người đang làm gì vậy? Rốt cuộc là chuyện gì hả? Con
con trai, lên. Hai người muốn làm gì hả? Đứng lại ngay. Nói nhại. Xông lên. Đại ma dương, hôm nay ta nhất định phải đánh bại ngươi. Người máy thắng rồi. Thắng rồi. Ai nói thế? Ai nói thế? Người máy, là mày sao? 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 Thắng rồi. Là mày sao? Là mày sao? Ai nhại tao thế? Mau ra đây. Con đồ to, con ở trên gác làm gì thế? Bố đồ nhỏ, trong phòng con có người tàn hình, cứ nhại lời con. Sao thế được? Thật đấy, không tin bố lên mà xem. Người tàn hình, mau xuất hiện đi. Con đồ to, trí tưởng tượng của con phong phú quá đấy. Con không nói dối đâu, ban nãy rõ ràng có mà. Được rồi, mau dọn phòng đi. Sữa, trứng gà, quấy đều. Thế này là được rồi, được rồi, được rồi. Á, ai đấy? Ai đấy? Ai đấy? Hai người không bị ảo giác chứ? Em nghe thấy thật mà. Con cũng nghe thấy. Chẳng lẽ là ma? Mẹ tập về. Em đừng tự dọa mình nữa. Cái người nói là ai? Con biết rồi. Chắc chắn trong nhà ta có một người ngoài hành tinh biết tàng hình ẩn náu. Nhất định phải tìm ra nó. Cứ để anh lo. Xin hỏi, người nói là ai thế? Hãy xưng tên đi, hãy xưng tên đi, hãy xưng tên đi. Ở chỗ tủ. Không có. Ở đằng sau anh kìa. Đằng kia. Không đúng, bên này. Mau bắt lấy nó. Hóa ra là con dẹt. Thảo nào cứ nói nhại theo người. Đẹp quá, cho con sờ nó với. Cánh của nó bị thương rồi. Dẹt ơi, đừng sợ. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Chờ vết thương của dẹt lành lại, chúng ta giữ nó lại nhé. Việc này e là không được. Vì sao ạ? Con muốn chăm sóc nó. Nó tên là Polly, nó có chủ nhân. Chủ nhân của nó chắc chắn là đang tìm nó khắp nơi. Polly, tao nhất định sẽ đưa mày về nhà. Bố đồ nhỏ ơi, chúng ta làm thế nào để tìm được chủ nhân của Polly ạ? Việc này bố cũng không biết, chắc là quanh đây thôi. Đá sang đây. Dao, dao. Đá chán, đá chán. Bố biết rồi. Chủ nhân của nó mê bóng đá. Đúng rồi, bố đồ nhỏ thật thông minh. Bóng đẹp. Đá chán thế. Polly, mày đã đi đâu thế? Lão Mao, Polly bay đến nhà tôi. Cánh còn bị thương nữa, tôi đã bôi thuốc cho nó rồi.
Cảm ơn mọi người đã chăm sóc nó. Tạm biệt Polly. Tạm biệt, tạm biệt. Cháu có thể đến chơi với Polly bất cứ lúc nào. Tốt quá, cảm ơn chú Mao. Mẹ thích đi trễ. Con đầu to, con đầu to. Sao thế ạ? À? Con ở đây. Ngày mai công ty bố tổ chức ngày hội gia đình. Wow, lần này có cuộc thi nối thành ngữ gia đình không ạ? À? Có chứ. Nghe nói phần thưởng lần này nhiều hơn trước nhiều. Ngày mai chúng ta nhất định phải giành ngôi quán quân. Cuộc thi ngày mai tổ chức từ sáng, chúng ta nhất định không được đến trễ. Nhưng bố lo mẹ tạp về. Phải đấy, mẹ tạp về toàn thích đi trễ thôi. Đang nói chuyện gì vậy? Sao ủ rũ thế? Đâu có, đâu có. Mẹ tập về. Ngày mai công ty anh tổ chức ngày hội gia đình. Chúng ta cùng tham gia cuộc thi nối thành ngữ nhé. Vậy nên không được đến trễ. Trễ là rắc rối đấy. Không được đến trễ. Nhất quyết không được đến trễ. Nếu không sẽ không tham gia được. Biết rồi, tưởng hai bố con đang thì thầm cái gì chứ. Sáng mai chúng ta xuất phát đúng giờ. Lần này nhất định phải giành ngôi quán quân. Tốt quá, quyết định vậy nhé. Mẹ ơi, đừng đi trễ nhé. Ừ. Con đầu to, chúng ta mau đi chuẩn bị thôi. Khoan đã. Lại dứt đồ bừa bãi rồi. Sao vẫn chưa ra nhỉ? Không thể chờ thêm nữa. Mẹ tập về, em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta phải đi thôi. Mở cửa mẹ ơi. Ây da, vội gì, vẫn còn thời gian. Hôm nay mẹ phải trang điểm kỹ một chút. Cuộc thi này, trước hết chúng ta phải thắng ở tinh thần diện mạo. Bố đồ nhỏ ơi, làm sao giờ? Xem ra mẹ tập về lại vào nhịp đi trễ rồi. Chúng ta phải hành động ngay. Con đi luôn. Mẹ tập về mau nhìn đồng hồ kìa. Không ngờ lại tắm mất nhiều thời gian thế. Phải nhanh chóng thôi. Đúng vậy, mau lên đường thôi. Đi. Thời gian không đợi người. Chúng ta phải đi ngay. Loạn quá. Dọn dẹp đã rồi đi. Lát nữa trước khi mẹ tập về ra khỏi nhà, chắc chắn sẽ thu chỗ này nhặt chỗ kia. Thời gian không đợi người, chúng ta phải đi ngay. Cũng không cần cách nào khác. Mau dọn dẹp đi, nhanh. Từ sau đọc quả báo xong không được dứt lung tung. Bố đồ nhỏ, cặp công gian của bố cũng phải thu gọn vào. Wow, hai người đến đúng lúc lắm. Mẹ đã trang điểm xong. Mau giúp mẹ xem mặc gì thì được nào. Mẹ tập về, chúng ta không thể để lỡ thời gian thêm nữa. Đúng thế, anh thấy phối kiểu gì cũng đều đẹp cả. Vậy sao? Đúng thế. Thế nào? Không được, màu không hợp. Nhìn xem, thế nào? Kiểu dáng hơi xấu. Mặc cái nào được nhỉ? Vẫn sót một việc quan trọng như vậy. Mau nghĩ cách đi bố, không cần thời gian nữa. Màu hồng, váy liền. Mẹ mặc nó là đẹp nhất. Thế à? Không nói sớm. Mẹ tập về, anh đi lấy túi xách cho em, được không? À, hôm nay đeo túi gì thì hợp? Bố đầu nhỏ, lần này sẽ trễ thật đấy. Tính cách đi trễ của mẹ không sửa được. Hai người lại đang nói chuyện gì thế? Mẹ tập về, mẹ chọn được túi nhanh thế. Chúng ta có thể đi được rồi. Đúng vậy, đi thôi.
Ai nói là tính thích đi trễ không sửa được hả? Thực ra, mẹ đã nhận được thư mời tham gia ngày hội gia đình do công ty bố đầu nhỏ gửi đến từ trước rồi. Cho nên, mẹ đã lên sẵn kế hoạch, hẹn cả taxi. Đến rồi. Xem ra hôm nay không chỉ mẹ sửa được tính đi trễ, mà mấy người nào đó cũng biết thu dọn đồ đạc rồi. Vậy chúng ta lên đường thôi. Lên đường. Mèo đen quậy phá. Có trộm. Đứng lại, không được chạy. Con đồ to, bố đầu nhỏ, hai người mau lại đây. Mẹ tập về. Đây là tạo hình mới của em đấy à? Nói linh tinh, con mèo hoang này gây ra đấy, mau bắt nó lại. Nhìn kia, ở đằng kia. Xem đây. Mau nhìn kìa. Mèo con, ở đây có cá ngon này. Mau xuống đây, mau xuống đây nào. Lạ nhỉ, đi đâu rồi? Đâu mất rồi? Đi đâu rồi? Bố ơi, bố mọc râu kìa. Áo của bố. Con mèo này thông minh quá, bắt về chơi với con đi. Bố không tin, nhất định phải bắt được nó. Hãy xem vua bắt mèo vô địch của bố. Bố đầu nhỏ, cái này dùng thế nào ạ? Con xem. Mèo dẫm vào bàn đạp thì quả bóng này sẽ lăn xuống, chạm vào lò xo, rơi xuống đĩa đệm. Mèo sẽ bị nhốt vào lồng. Nhưng nhà mình hết cá rồi, lấy gì làm mồi nhử đây? Bố có cái tốt hơn. Mèo đều thích những thứ hình cầu, cái này chắc chắn nó sẽ thích. Bố ơi, cái này sẽ không làm mèo con bị thương chứ? Yên tâm, không đâu. Bố làm chuyên nghiệp mà. Lâu thế rồi sao vẫn chưa được? Tới rồi. Bắt được rồi. Bóng đâu? Chả tác dụng gì. Không thể nào. Bố thử xem. Bố đầu nhỏ. Con đồ to. Bố tìm trợ giúp đi. Bố ơi, trợ giúp của chúng ta có tác dụng không? Có chứ. Mèo bắt chuột, chó đuổi mèo. Cún con, chỉ cần mày đuổi được con mèo đi, tao sẽ cho mày ăn đùi gà. Mau đi đi. Bắt được rồi, xem mày chạy đằng nào. Bố đầu nhỏ, mau nhìn kìa. Lạ thật. Sao lại có ba chú mèo con? Con ôm về đấy. Con thấy trong giường có một cái chuồng mèo không ai ngó ngàng, con liền mang vào trong nhà. Hóa ra là thế. Xem ra con mèo đen này là mẹ của chúng. Vậy là mèo mẹ đang bảo vệ mèo con sao? Đúng thế. Nó cướp cá của chúng ta cho mèo con ăn.
Xin lỗi mèo mẹ, lúc nãy là hiểu lầm. Xin lỗi mèo mẹ, tao không cố ý lấy trộm con của mày đâu. Tao cũng muốn bảo vệ chúng. Bố đầu nhỏ, vậy chúng ta mau đưa những chú mèo đáng yêu này về nhà đi. Được. Sao lộn xộn thế này? Lần này thảm rồi. Mèo con chạy mau. Chạy mau. Cái giá của giả ốm. Bố đầu nhỏ ơi, bố đầu nhỏ, kể chuyện cho con nghe nữa đi. Không được, không được. Bố cần phải đọc sách. Mẹ Tập Về ơi, hôm nay con muốn ăn đùi gà, khoai tây chiên. Không được. Hôm nay con phải ăn cơm mẹ nấu. Nhưng mấy hôm trước mẹ dẫn cho con ăn mà. Mấy hôm trước? Đấy là vì con bị ốm mà. Từ hôm nay sẽ không được ăn nữa. Đúng đấy, chính là vì con ốm. Nên bố mới gác lại việc của mình để kể chuyện cho con nghe. Tiểu Minh, bây giờ tớ đang không vui chút nào hết. Tớ khỏi ốm là bố mẹ đều không quan tâm tới tớ nữa. Hả? Giả vờ ốm. Thế có ổn không? Vậy tớ thử xem. Mau nói gì với mẹ đi. Con đừng dọa mẹ. Con khó chịu quá. Toàn thân mất hết sức lực. Bố nghĩ phải đi bệnh viện thôi. Con không muốn đi bệnh viện đâu. Con không thích bác sĩ. Thế con thích gì nào, con trai? Con thích đùi gà chiên. Được được, mẹ đi mua cho con. Con muốn cả khoai tây chiên, coca và bánh kem nữa. Ừ ừ, mẹ mua cho con hết. Bố đầu nhỏ, bố đầu nhỏ ơi, bây giờ bố kể chuyện cho con nghe đi. Được. Ngày xưa, có một chú bé búp bê gỗ tên là Pinocchio. Bố đồ nhỏ, mau tránh ra. Em phải mang đồ ăn cho con. Để anh đưa cho. Con đồ to. Con đồ to, mau dậy đi. Đồ ăn ngon tới rồi. Hay quá, mau đưa con. Ủa, con nhấc được tay lên rồi à? Đâu, đâu có. Cánh tay con không nhấc lên được. Xem ra con ốm nặng ghê. Thế thì phải uống thuốc đã, rồi mới ăn món ngon, được không? Bố đầu nhỏ ơi, thuốc đắng lắm. Không uống thuốc cũng được. Tốt quá. Vậy chúng ta tiêm nhé, được không? Không tiêm đâu. Con trai ngoan, tiêm một mũi là khỏi bệnh ngay. Đừng, đừng mà. Hai người đang làm gì vậy? Con không muốn tiêm. Anh giỏi thật. Bố đồ nhỏ, sao anh có thể tùy tiện tiêm cho con chứ? Được rồi, vậy bố dùng cách khác chữa bệnh cho con. Bố đồ nhỏ ơi, sao bố lại dẫn theo con chó bự thế? Vì con đấy. Đây gọi là liệu pháp sinh vật. Lát nữa bố thả nó ra, con chạy theo nó. Bệnh của con sẽ khỏi nhanh thôi. Hả? Gì cơ? Không muốn đâu, không muốn đâu. Con không thích chó bự, con không thích chó bự. Vậy được thôi, chúng ta lại thử cách khác. Vẫn còn ư? Còn. Hả? Đây là cái gì thế bố đồ nhỏ? Đây là thép tấm. Con vừa không chịu uống thuốc, vừa không chịu tiêm.
lại không chịu liệu pháp sinh vật. Bố đành dùng chúng để cố định tay chân con. Chỉ có điều con sẽ phải đeo chúng suốt đời. Đừng chạy, đừng chạy. Con đồ to, đừng chạy. Bố nhất định phải chữa khỏi bệnh cho con. Cứu con với, cứu con với. Đừng mà. Mẹ tập về, con trai mình khỏi bệnh rồi.